Chương trình tiếp tục với những thông tin đang được dư luận quan tâm. Rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể nạn nhân là anh MVT, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, bị vùi lấp trong hang tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn ra ngoài. Vụ tai nạn đã vùi lấp 3 người trong hang. Mặc dù các lực lượng chức năng vừa nỗ lực tìm kiếm, vừa chèn chống nhằm gia cố, hạn chế nguy cơ sạt trượt đất đá, nhưng nạn nhân MVT đã tử vong trước khi lực lượng cứu nạn tiếp cận được vị trí. Hai nạn nhân còn lại được đưa ra ngoài an toàn, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Thi thể nạn nhân đã được chính quyền địa phương, lực lượng cứu nạn bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Được biết, trước đó vào khoảng 17h30 ngày 30 tháng 6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, xảy ra vụ sập hầm, nghi là khai thác vàng trái phép.